Đi làm về là đi làm về. Ủa, laptop mình đâu rồi ta? Chả nhẽ bỏ quên ở công ty hả? À đâu, đây rồi, đây là chiếc laptop Acer Swiftline 14 AI. Tại vì quá mỏng nhẹ cho nên là Minh Phong quên mất là nó theo cạnh bên mình. Đầu tiên về ngoại hình cũng như là thiết kế của chiếc laptop này thì Minh Phong thấy chiếc laptop này khoác lên mình một vẻ sang trọng bởi màu xám này, cùng với đó là dải vân được thiết kế này, và được thiết kế bằng aluminum, gọi nôm na là nhôm đấy mọi người ạ. Và khối lượng của chiếc laptop này cực kỳ mỏng mà cũng cực kỳ nhẹ, chỉ 1,27kg thôi. Thì xíu nữa Minh Phong sẽ cho thấy cái sự mỏng nhẹ của chiếc laptop này như thế nào nhá. Và bây giờ Minh Phong sẽ sử dụng một tờ giấy A4, xong đó là cuộn tròn lại và đặt chiếc laptop này lên để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cái sự mỏng nhẹ đến từ chiếc laptop Acer Swiftline 14 AI này nhá. Rồi, và bây giờ mọi người cùng chiêm ngưỡng cái sự mỏng nhẹ đến từ chiếc laptop Acer Swiftline 14 AI này. Còn về cấu hình của chiếc laptop Acer Swiftline 14 AI này thì với sức mạnh của bộ vi xử lý của con chip đó là Intel Core Ultra 5 125U này, kết hợp cùng 16GB DDR5 bớt lên tới 5600MHz và SSD 512GB. Thì với con chip này cũng như là RAM này cực kỳ mạnh như thế này, nó sẽ phục vụ tốt những cái nhu cầu của chúng ta là tác vụ văn phòng này, chơi game thông thường hoặc là các bạn thiết kế đồ họa. Khi mở chiếc laptop này ra thì chúng ta sẽ thấy một chiếc màn hình lên tới 14 inch Full HD cộng này, cùng với đó là tần số quét lên tới 60Hz và tấm nền là IPS cực kỳ chuẩn màu luôn, cho chúng ta nhận được những cái thước phim này cũng như là hình ảnh này màu sắc chân thật và sống động nhất. Và để cho anh em của chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn về chiếc laptop này thì bây giờ cùng theo cho Minh Phong test những tựa game ở chiếc laptop AI này nhé. Và bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu test tựa game mà khá là nhiều anh em cũng đã chơi, đó là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Và trong lúc mà đợi nó load này đủ 100% thì bây giờ Minh Phong sẽ qua ứng dụng Photoshop để chỉnh sửa một xíu nhé mọi người. Đấy, thì chiếc laptop này rất là phù hợp cho các anh em thiết kế đồ họa này cũng như là văn phòng, cho nên là Minh Phong sẽ thực hiện những cái tác vụ văn phòng cho anh em thấy khi mà đa tác nghiệp này, ví dụ như vừa sử dụng Photoshop này vừa chơi game luôn thì đều được nhé mọi người. Đấy, Minh Phong sẽ xóa phông cái bức ảnh này đấy, zoom lên zoom nhỏ lại các thứ đều mượt nhé mọi người, và để xem thử là đủ 100% chưa nhá. Đấy, chúng ta chuyển tab liên tục như thế này nó không hề bị dẫn đến tình trạng giật lag đâu, rất là mượt mà. Rồi một xíu nữa thì mình sẽ vào game, rồi vào những cái pha combat gây cấn nhất để xem thử là nó có dẫn đến tình trạng giật lag hay là bị xé hình không nhá. Tại vì tần số quét khá là cao lên tới 60Hz này, cùng với đó là Full HD cộng, cho nên là màu sắc này mọi người thấy rất là đẹp mắt này, cũng như là chân thật và sống động. Rồi và bây giờ Minh Phong sẽ để lên làm max setting luôn nhá. Rồi đợi nó lock một xíu này. Ôi kìa, mọi người thấy này rất là mượt mà luôn, đến từ chiếc laptop Acer Swiftline 14 AI này. Bây giờ Minh Phong sẽ vào những cái pha combat gây cấn hơn để xem thử là những cái họa tiết này cũng như là hình ảnh mà chúng ta nhận được nó có bị giật lag hay là bị xé hình không. Đây, những cái click chuột của Minh Phong này lên xuống thì họa ảnh của nó đều mượt mà. Đấy, và vừa rồi anh em cũng đã thấy những cái pha combat mà Minh Phong vừa diễn ra đấy, rất là mượt mà không thiếu một hoạt ảnh này, cũng như là không dẫn đến tình trạng giật lag khi mà chúng ta vào những cái pha combat. Và cùng với đó thì Acer luôn diễn ra chương trình bảo hành VIP 3S1, bảo hành nhanh quá 3 ngày một đổi một máy mới. Và Acer là hãng duy nhất cam kết với người dùng không để khách phải đợi lâu mới có máy sử dụng. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin đặc biệt ở chiếc laptop Acer Swiftline 14 AI này. Và các bạn nếu thấy thích thì hãy để comment của mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hicom.